Ở đây, chúng ta sẽ dùng hàm if để tính kết quả. Nếu điểm lý thuyết và điểm thực hành cộng lại lớn hơn bằng 5, thì kết quả sẽ là đậu, ngược lại là rớt. Tôi sẽ làm như sau. If. Điểm lý thuyết cộng với điểm thực hành lớn hơn bằng 5, thì ta sẽ gọi kết quả đậu vào. Còn ngược lại, ta sẽ gọi kết quả là rớt. Sau đó ngoặc lại, nhấn Enter. Và sau đó, sẽ copy công thức xuống. Hàm not trả về giá trị phủ định của một biểu thức logic. Ví dụ ta chọn là not dù 5 lớn hơn 3. 5 lớn hơn 3 là giá trị sẽ là giá trị true, là đúng. Not của true sẽ là kết quả là false.